Vâng, xin chào toàn thể anh em audio và trước mắt quý vị các bạn, ngày hôm nay là cặp 301 CT3 phiên bản thùng màu đen. 301 CT3 thùng màu đen em vẫn còn hàng anh em nhé. Cặp kia thì em đã bán theo yêu cầu của một bác khách ở Thái Bình. Đây, em vẫn còn hàng để đây. Rất đẹp luôn. Trùng seri nha. Và trước khi đóng gói anh gửi đi cho bác ấy, đây em sẽ quay sơ qua đấy, cho anh em xem độ đẹp của nó này. Cân zin nhá. Đây. Các bác thấy độ nét của cái loa bát thế nào? Càng đét luôn. Thùng quách đẹp. Một bát 20. Hai tép. Chúng ta cùng xem nó sản xuất năm bao nhiêu nhé. Màng loa bát này, có số CD này. Cổ loa bát được sản xuất vào ngày 9 tháng 9 năm 1994. Đấy, côn đây. Và đây là phần tần bên trong. Bóng đèn. Và có bông nhá. Tụ Mexico. Và để củng cố cho chúng ta thêm cái tinh thần nữa là xem cặp loa này có đúng sản xuất năm bao nhiêu không. Năm 94 hay không thì trên cái thùng của nó sẽ có một cái tem, đây là tem của ngày sản xuất vỏ thùng. Được sản xuất vào ngày 11 tháng 9 năm 94. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đó. Và thùng loa này thì được sản xuất tại Canada. Cái này nó không phải là có một tem đâu. Đây, nó còn có thêm cả một cái tem nữa bên này này. Đấy, cái tem hông sườn. Hông sườn có còn không. Đấy. Bông trắng nuốt luôn, mở ra thơm phức. Và cái căng của nó thì đây. Cái căng của em nó đây. Có nhám nhá. Bên em bán hàng ra thì sẽ dán cả tem vào cái căng này. Đấy. Còn về số seri của nó thì chúng ta phải lật đằng sau đi. Để bên em sẽ dán tem như này. Số seri của nó đằng sau. Tem cực mới luôn này. Cho để ngược vào. Chín chín bốn ba bảy được sản xuất tại Made in Mexico. Đây là cái part 2 hay còn gọi là chiếc rai. Còn đây là một chiếc nữa. Này 99437. Chiếc này chiếc part 1 Made in Mexico. Và cái người mà người ta kiểm tra thủ công thì nó sẽ có số 34. Con này ở đứng vị trí thứ 34 của ngày hôm đấy. Đây. Đó, đây là mọi thông tin về cặp loa Boss 301 CT3 phiên bản thùng màu đen với mức giá là 11.200.000. Cặp loa này em sẽ đóng gửi cho anh Bôn ở Thái Bình. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio.